Kính thưa Phó Giáo sư Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, kính thưa các thầy các cô. Buổi sáng ngày hôm nay thì chúng em muốn xin chia sẻ với các thầy các cô nhân cái mà tài liệu mà chúng ta muốn xây dựng từ nhiều tiếp cận, nhiều góc độ khác nhau, từ lâm sàng đến vi sinh và có thể là dược nữa, thì chúng em muốn chia sẻ cái góc nhìn của dược về những cái điểm mà chúng em thấy nó vướng trong cái quá trình mà chúng ta trong thực hành chúng ta làm liên quan đến sử dụng kháng sinh hợp lý trong viêm phổi cộng đồng. Và trên cơ sở đó thì nếu các thầy cô mà cảm thấy là có thể lồng ghép được những cái điểm đó thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc ở trong cái phần đồng thuận. Chúng em nghĩ đầu tiên là đó, đối với thập cảnh lâm sàng thì guideline là cái rất quan trọng. Bởi thực tế mà nếu chúng ta chỉ dựa vào hướng dẫn sử dụng thì chúng ta bị vướng rất nhiều. Chúng em vẫn nói ở nhiều diễn đàn và cũng giảng cho sinh viên là thế này, và nói với cả bảo hiểm nữa, tức là cái hướng dẫn sử dụng là góc độ tiếp cận của dược, tức là công ty người ta cam kết là tóm lại là thuốc này có thể chữa được bệnh gì, nhưng hướng dẫn sử dụng sẽ không giải quyết được vấn đề là bệnh nhân này phải dùng thuốc gì. Và lâm sàng thì các thầy quan tâm đến câu hỏi thứ hai. Vì vậy thì em nghĩ là guideline hiện nay thì rất may mắn là sẽ đã được công nhận là tài liệu mà người ta không, bảo hiểm người ta không chỉ dựa được vào cái hướng dẫn sử dụng nữa, mà những cái đồng thuận của các thầy hoặc các những cái guideline, đặc biệt guideline chính thức của Bộ Y tế, sẽ là những cái công cụ hữu hiệu để giúp cho thầy thuốc lâm sàng lựa chọn thuốc phù hợp cho người bệnh, và chúng ta cũng không bị mắc mớ gì thêm cho quá trình chúng ta làm nghề. Chúng em nhìn lại thì thực ra guideline các thầy các cô trình bày cũng nhiều, từ có nhiều chiều hướng, nhiều trường phái khác nhau. Mỹ có, châu Âu có, Anh em thấy nó cũng rất là độc lập. Và các guideline này thì người ta cũng mặc dù là cũng có thể khác nhau về quan điểm, có thể khác nhau một chút xíu về các cái việc lựa chọn thuốc cho điều trị, kháng sinh cho điều trị. Tuy nhiên chúng em thấy cũng có nhiều điểm nó giống nhau. Và chúng em để ý đến cái hướng dẫn của Hội Lồng ngực Hoa Kỳ, Hội Truyền nhiễm Hoa Kỳ năm 2007 về viêm phổi cộng đồng. Thì chúng em thấy là chúng em chờ đợi, chắc là các thầy cũng chờ đợi, và em cũng mỗi lần em đi hội nghị thì em chờ đợi các thầy xem có cập nhật, xem ở bên này người ta có sửa đổi hướng dẫn hay không. Thì chúng em thấy chờ đợi 12 năm thì người ta chưa sửa đổi hướng dẫn cập nhật, hướng dẫn viêm phổi cộng đồng. Và cho đến thời điểm hiện giờ thì ở bên Mỹ, nếu mà xét độ góc độ thực hành thì người ta vẫn sử dụng theo guideline thôi. Tức là chủ yếu vẫn là các cái kháng sinh beta-lactam, hoặc là beta-lactam kết hợp với macrolid, hoặc là quinolone hô hấp. Đấy là ba cái nhóm chính người ta sử dụng. Và ở Mỹ thì chúng em thấy là các tác giả người ta tổng kết lại, nếu chúng ta điều trị theo guideline, tức là guideline của họ đấy, thì nói chung về tiên lượng nó sẽ làm giảm rõ rệt tỷ lệ tử vong khoảng 30%. Và trước khi chúng em nghĩ là 2017 thì các hội cũng sục dịch là có định ý định là chỉnh sửa guideline, nhưng mà cái tổng quan hệ thống năm 2016 đang trên JAMA thì cũng đã khẳng định lại một lần nữa, tức là với những cái trường hợp mà CAP phải nhập viện mà không phải ICU thì có hai cái pháp đồ chính, một là beta-lactam cộng trừ macrolid hoặc là quinolone, thì là hai cái phác đồ đấy vẫn là hai phác đồ mà thể hiện vai trò rõ rệt nhất trong điều trị viêm phổi cộng đồng. Thế chúng em quay lại cái trường hợp điều trị Việt Nam. Thì điều trị Việt Nam thì cách đây khoảng 5-6 năm thì Trường Đại học Dược Hà Nội trong khuôn khổ một dự án thì có làm một cái đánh giá phân tích các cái bệnh án, ở đây là bệnh án người lớn, viêm phổi cộng đồng nhập viện ở 10 bệnh viện từ Nam, từ Bắc vào Nam. Đây là các bệnh viện tuyến tỉnh. Thì như vậy là trên gần độ khoảng hơn 600 bệnh án thì các thầy các cô nhìn thấy cái hình ảnh sử dụng kháng sinh thì chúng ta thấy là rất rõ là kháng sinh chắc chắn là tĩnh mạch. Thứ hai là đa số là phối hợp hai kháng sinh, thậm chí là phối hợp ba kháng sinh, và cái sự phối hợp này thì không phụ thuộc vào mức độ nặng nhẹ của nhiễm khuẩn. Và cái kháng sinh mà lại được lựa chọn nhiều nhất là Cefa3 tiêm tĩnh mạch kết hợp với aminoglycosid, đấy là trường phái phía Bắc, hoặc là Cefa3 kết hợp với cả quinolone, nhưng quinolone tại thời điểm đó lại là ciprofloxacin chứ không phải là mấy quinolone hô hấp. Tất nhiên cái này cách đây độ khoảng 5-6 năm rồi. Như vậy là có lẽ nó sẽ không giống những cái guideline mà chúng ta đã được cập nhật cũng như là chúng ta muốn hướng tới, kể cả những cái guideline của Bộ Y tế xây dựng. Đối với trẻ con, hôm nay chúng ta không bàn nhiều trẻ con thì cũng không khác hình ảnh của người lớn. Chúng em có nhiều lần làm hướng dẫn học viên ở các bệnh viện tuyến tỉnh, hoặc là thậm chí bị với bệnh viện tuyến dưới nữa, vì viêm phổi cộng đồng nhi chẳng hạn, thì điều trị chủ yếu vẫn là kháng sinh tĩnh mạch, Cefa3 vẫn là chính, và chủ yếu kết hợp với cả aminoglycosid. Và như vậy thì nó đối chiếu với hướng dẫn Bộ Y tế ban hành thì chúng em thấy cái tỷ lệ mà phù hợp với hướng dẫn mà các thầy đã xây dựng lên rồi bộ phê duyệt, tỷ lệ phù hợp nó rất thấp, nó dưới 20%. Như vậy có lẽ là cái câu hỏi chúng em đặt ra ở đây là liệu thực sự guideline nó đã đánh trúng, hay là nó đã, tóm lại là các bác sĩ có thực hiện theo guideline không? Các thầy hàng ngày vẫn kê đơn, các học trò, các thầy tuyến dưới vẫn kê đơn, nhưng thực sự nó có đánh trúng cái thực hành lâm sàng hay không? Thì chúng em thấy là hiện nay
Chúng ta không dám nói là lạm dụng, em thì cái từ đấy nó hơi xấu, nhưng em nghĩ là nó hơi quá tay một chút so với thực hành lâm sàng trong những khuẩn hô hấp. Tất nhiên nó có lý do. Lý do thứ nhất thì các thầy cũng đã xây dựng rồi, cũng đã phân tích rồi, đó là đặc điểm vi sinh. Đặc điểm vi sinh của Việt Nam chúng ta thì thực sự là ở châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng của chúng ta, cái mô hình có thể là ngoài phế cầu có thể có cả vi khuẩn gram âm kháng thuốc. Và như vậy thì các thầy sẽ rất là băn khoăn xem là thực sự là chúng ta có phải mạnh tay đẩy cái phác đồ kháng sinh của chúng ta lên mức độ cao hơn hay không. Đấy thì chúng em thấy là có lẽ cái này thì vi chúng em không trả lời thay được, và chắc các thầy lâm sàng cũng chờ đợi vi sinh rất là nhiều. Bởi vì thực ra chỉ có vi sinh mới giải quyết được vấn đề dịch tễ là chúng ta đang nằm ở đâu. Thì một cái nghiên cứu công bố năm 2015, em thấy nghiên cứu tương đối lớn, người ta có khẳng định lại như thế này. Nếu liệu cáp nhập viện có vi khuẩn gram âm hay không? Đây là không phải Việt Nam nhé. Thì người ta tìm ba cái vi khuẩn kháng thuốc, một là trực khuẩn mùi xanh, hai là họ trực khuẩn đường ruột, chủ yếu là Klebsiella, CESPL, và thứ ba là MRSA, tức là tụ cầu vàng kháng thuốc. Thì người ta thấy tỷ lệ PES này độ khoảng 6%, và tất nhiên là những cái đối tượng bệnh nhân có nguy cơ thì dễ bị nhiễm cái vi khuẩn này hơn. Tương tự như vậy, câu trả lời là chúng ta liệu có điều trị MRSA hay không? Có thêm những cái kháng sinh mạnh tay như kiểu Vanco hoặc Linezolid và phác đồ hay không? Khi bệnh nhân nhập viện mới được chẩn đoán là viêm phổi, thì cái tỷ lệ đấy người ta làm trên những bệnh nhân viêm phổi nhập viện, bệnh nhân trên 65 tuổi, thì tỷ lệ đấy người ta thấy cũng chỉ dưới 1%. Và tất nhiên cũng có những yếu tố nguy cơ đi kèm theo. Như vậy, chúng em nghĩ là cái thách thức đầu tiên đó để đẩy cái việc quá tay, chúng ta thông cảm với lâm sàng, đó là chúng ta đang bị thiếu một cái công cụ rất quan trọng, đó là dịch tễ của vi sợ, đặc biệt tổng kết dịch tễ của Việt Nam và có vi sinh dẫn đường. Thứ hai thì thầy Hồng Vân cũng đã trao đổi rồi, tức là chúng ta rất khó, vi sinh của chúng ta khó từ chuyện lấy bệnh phẩm. Thứ hai nữa là các cái kỹ thuật dẫn đến là chúng ta nhiều, em nghĩ kỹ thuật những thầy Hồng Vân trình bày thì rất có ý nghĩa, nhưng trong thực hành lâm sàng, đặc biệt thực hành lâm sàng của cộng đồng chẳng hạn, thì thực sự là em nghĩ là nó cũng phải cần một khoảng thời gian để nó mới có thể chúng ta mới tiếp cận được những cái đó. Và thứ ba nữa thì các thầy lâm sàng bị áp lực rất nhiều, bởi vì phác đồ ban đầu, phác đồ kinh nghiệm của các thầy, chúng ta đa phần sẽ dựa vào kinh nghiệm, thì phác đồ ban đầu đóng vai trò rất quan trọng. Bởi nếu chúng ta không biết mặt vi sinh, không biết đặt mức độ đề kháng của nó là gì, rồi căn nguyên là thế nào, thì thực sự là nếu chúng em là ở vị trí các thầy thì thực sự chúng em cũng tức là mình sẽ tự đẩy mình đến một cái mức độ cao hơn. Để như vậy chúng ta bị áp lực thứ ba là áp lực bởi thành công của một cái phác đồ kinh nghiệm ban đầu. Và chúng em cũng hiểu rằng là gì, áp lực đấy không phải là không có cơ sở, bởi vì nếu chúng ta không điều trị thành công ngay từ đầu, tức là không đúng ngay từ đầu, thì thực ra là vi khuẩn gây bệnh, nếu mà những ngày đầu nó có thể đỡ, nhưng mà nếu vi khuẩn gây bệnh trong ổ nhiễm trùng thì thông thường nó hỗn hợp cả loại nhạy cảm và loại không nhạy cảm. Và nếu phác đồ ban đầu của chúng ta không đủ mạnh tay, đặc biệt như viêm phổi và nặng, thì trong trường hợp đó thì nó những ngày sau chúng ta sẽ khó khống chế hơn, bởi vì nó sẽ bội nhiễm, chúng ta không động đến được vi khuẩn kháng thuốc. Chính vì thế thì có lẽ thì nguyên tắc chúng em quay lại về phần dược, thì chúng em rất mong muốn là các trong phác đồ của các thầy xây dựng về hướng dẫn thì các thầy chú ý cho ba phần. Tức là phần thứ nhất luôn luôn là theo cái khẩu hiệu là một là lựa chọn kháng sinh đúng, hai là cần phối hợp thì phối hợp đúng, và ba là liều đúng. Thế thì chúng em có để ý đến nhất lại lúc nãy phần trình bày, đặc biệt là phần trình bày của chị Quyên ngay sát trước đó đấy, thì cái chuyện mà phân loại vi khuẩn, phân tầng nguy cơ cho vi khuẩn kháng thuốc là chúng em nghĩ là đóng vai trò rất quan trọng để chúng ta quyết định là có mạnh tay hay không mạnh tay, hay là sử dụng kháng sinh gì, có phối hợp hay không phối hợp, dùng cái gì cho nó đúng. Thì chúng em xin phép là có các thầy thì ở đây các thầy cũng đã nắm chắc rất những cái phần này rồi, có những cái yếu tố nguy cơ mà chúng ta nghĩ đến phế cầu kháng thuốc, những yếu tố nguy cơ làm gia tăng họ kháng thuốc của họ trực khuẩn đường ruột, gia tăng cái nhiễm MRSA và nguy cơ nhiễm trực khuẩn mùi xanh. Trong CAP chúng em nghĩ là trong Ivan cũng đã đề cập rất rõ ràng rồi, và trong phần tài liệu thì chúng em cũng thấy đâu đó nó được thể hiện ở những cái nội dung vậy. Vì vậy thì chúng em có để ý như thế này, tức là gần đây cái phân tầng nguy cơ đóng vai trò rất quan trọng, và đặc biệt CAP thì có nhiều hệ thống phân loại nguy cơ khác nhau, dùng các thang điểm lâm sàng để từ đó quyết định xem là phác đồ điều trị kháng sinh như thế nào cho phù hợp. Thì chúng em thấy để ký năm 2018 các tác giả có tổng kết lại, đến nhìn ở cái slide này thì có độ khoảng 7-8 các cái hệ thống, các cái bảng điểm phân loại nguy cơ khác nhau trên lâm sàng, để trên cơ sở đó thì phân loại bệnh nhân xem là chúng ta sử dụng kháng sinh như thế nào. Và chúng em để ý đến một cái tiếp cận của người Nhật. Người Nhật kết quả này người ta làm tiến cứu trên 445 bệnh nhân viêm phổi nhập viện, và ở các tác giả Nhật thì người ta chẩn đoán, người ta trả lời trước khi cho phác đồ kháng sinh thì người ta sẽ có trả lời gọi giống như câu hỏi chị Quyên lúc nãy đặt ra, có nhập ICU hay không, có nhu cầu thở máy không thì vào ICU, còn nếu không thì vào nội hô hấp hay làm cấp cứu thì chúng ta xử lý như thế nào. Thì người ta lại kiểm tra tiếp xem bệnh nhân có yếu tố nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc hay không, và nếu sau đó người ta phân tích độ nặng của viêm phổi,
Nếu không có, nếu là không phải mức độ nặng nhưng mà và không có yếu tố nguy cơ thì chúng ta điều trị như các phác đồ mà các thầy đang đề cập, ví dụ AMOX, beta lactam hoặc là macrolide hoặc là quinolone hô hấp. Còn nếu mà lại viêm phổi không phải mức độ nặng nhưng có yếu tố nguy cơ kháng thuốc thì chúng ta điều trị như một viêm phổi bệnh viện. Và tương tự như thế đối với cả trường hợp nhiễm viêm phổi nặng. Chúng em thấy cái cách này người ta làm tương đối rõ ràng. Và như vậy thì người ta giảm được cái áp lực sử dụng kháng sinh phổ rộng đến khoảng 50%, nhưng mà tỷ lệ mà phù hợp với kháng sinh đồ sau đó lên đến 93% là cái con số mà chúng ta mơ ước. Vì vậy thì chúng em nghĩ là cái quan trọng nhất đối với chúng ta hiện nay đó là thực sự là về mặt lâm sàng thì em chia sẻ với các thầy đó là phải phân tầng bệnh nhân, đặc biệt là chúng ta có quyết định là dùng mạnh hay nhẹ thì phải phân tầng bệnh nhân có nhiễm nguy cơ kháng thuốc hay không để lựa chọn cho phù hợp. Cái phần thứ hai em chia sẻ với phần trình bày của thầy Hùng Vân đó là số liệu vi sinh tại chỗ rất quan trọng. Chúng ta tấn công con gì bây giờ? Gam dương hay gam âm hay là cả vi khuẩn nội bào nữa? Thì chúng em để ý là hiện nay cái căn nguyên là phế cầu và các thầy vẫn nói là chính. Thế như là chúng em thì em thấy là quý nhất nếu các thầy làm được các nghiên cứu mà không phải chỉ là nhạy độ nhạy cảm nữa, không phải chỉ là SIR nữa mà người ta tiến đến xa hơn đó là MIC. Bởi vì thực ra MIC sẽ quyết định rằng là nếu mà vi khuẩn nhạy cảm, các thầy ở lâm sàng có câu là S chưa chắc đã là thành công, R chưa chắc đã là thất bại. Thế thì chúng em cứ ngẫm nghĩ mãi cái câu đấy thì bây giờ tóm lại là thế tại sao S lại chưa chắc đã là thành công? Bởi vì em chỉ hình dung cái kết quả mà thầy Hùng Vân làm nghiên cứu SOA mà công bố cùng các tác giả đồng nghiệp người Anh đấy. Thì em thấy là cái tỷ lệ mà nhạy cảm với amoxicillin của phế cầu thì hiện nay chúng ta tương đối cao sau nếu chúng ta áp dụng cái tiêu chuẩn mới của CLSI. Tuy nhiên từ 8 trở lên thì mới là đề kháng. Nhưng mà chúng em để ý là cái gái của chúng ta hiện nay, vi khuẩn của chúng ta rơi vào, MIC của Việt Nam của chúng ta rơi vào 1, 2 và 4 là chính. Mà người ta nói như này, nếu mà vi khuẩn mà nó có MIC từ 1 trở xuống thì không bao giờ các thầy phải suy nghĩ cả. Bởi vì lúc đấy luôn chúng ta dùng beta lactam luôn thành công. Nhưng nếu từ 1 đến 4 thì chúng ta có nguy cơ thất bại mặc dù là vi khuẩn nhạy cảm. Như vậy nếu chúng ta dùng tiếp beta lactam, chúng ta chọn cefotaxim, ceftriaxone tĩnh mạch hay chúng ta dùng amox, nếu chúng ta dùng chế độ liều như cũ chắc chắn chúng ta sẽ không có thành công. Còn từ 8 trở lên chúng em nghĩ người ta nói là không có dữ liệu lâm sàng, tức là chúng ta nói lại là vai trò của kháng sinh beta lactam không còn có ý nghĩa nữa. Vì vậy chúng em cũng rất mong muốn là khi tổng kết đấy, nếu các thầy có điều kiện đấy để mình làm thì SIR cộng thêm giá trị mix nữa thì sẽ giúp cho chúng ta xem chúng ta quyết định là có giữ lại kháng sinh đấy để lựa chọn hay không, và nếu giữ thì chế độ liều như thế nào. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu mà phế cầu kháng thuốc theo cơ chế kháng thuốc của nó, kháng beta lactam chủ yếu theo mô hình khảm lỏng, và nếu theo mô hình khảm lỏng tức là nó tạo ra PBP, nó cái ái lực gắn của thuốc với cả beta lactam là giảm đi, thuốc vẫn gắn được nhưng mà tác dụng yếu. Chính vì thế chúng ta bù lại bằng cách để chúng ta tăng liều beta lactam. Tăng liều beta lactam thì chúng ta sẽ lấy lại được cái tác dụng của kháng sinh beta lactam trên phế cầu kháng thuốc. Thế như vậy thì chúng em rất mong muốn, tất nhiên chúng ta chưa đủ sâu để tìm hiểu các cái cơ chế đấy trong những cái chủng phân lập được ở Việt Nam, nhưng nếu có điều kiện thì những cái thông tin đấy sẽ giúp ích rất nhiều cho thực hành lâm sàng. Lúc nãy thầy Ngọc có nói đến cái vấn đề macrolide. Macrolide là vấn đề rất nhức nhối ở Việt Nam, bởi vì thực ra chúng em nghĩ là cái tỷ lệ kháng cao quá. Nhìn thế này thì thực sự là mình rất giật mình, trên 80%, mà theo hướng dẫn của IDSA thì người ta nói vùng dịch tễ trên 25% là chúng ta không chọn macrolide rồi. Nhưng mà chúng em lại suy nghĩ này, bởi vì thực ra chúng em lại nghe cái ý kiến các thầy là thế tại sao macrolide thì có những trường hợp các thầy vẫn dùng, hoặc là các thầy dùng phối hợp hoặc các thầy dùng đơn độc chắc ít khi dùng. Nhưng mà cái mà cái macrolide nó khác, các kháng sinh khác ở chỗ là cái khả năng thấm vào mô thì lại tốt, và nồng độ ở trong mô thì lại cao hơn nồng độ trong máu. Và chính vì thế thì tất nhiên là nếu mà phế cầu mà kháng azithromycin thì nó làm tỷ lệ mà điều trị viêm phổi của chúng ta tỷ lệ thành công thì nó thấp hơn rõ rệt so với cả những cái trường hợp mà vi khuẩn mà lại đã còn nhạy cảm với azithromycin. Và người ta ước tính là nếu 100 ca với cái dữ liệu Canada này thì 100 ca điều trị thì có thể có 3 ca thất bại về mặt lâm sàng. Thế thì chúng em có đặt câu hỏi là, và các thầy khi mà em trình bày cái phần này thì các thầy cũng đặt câu hỏi thế tại sao đề kháng mà nó lại vẫn còn tỷ lệ thành công về mặt lâm sàng tương đối cao như vậy. Chúng em nghĩ như này, chúng em nghĩ là cái đấy là nó do nồng độ trong mô quyết định, và cái này thì lại liên quan vi sinh rất nhiều. Và lúc này em để ý cái phần trình bày của thầy Hùng Vân, các tác giả của ở Mỹ thì người ta nói như vậy, nhạy từ cái đây, ví dụ nhạy từ dưới này là nhạy cảm thì không phải suy nghĩ. Nhưng mà đề kháng thì người ta nói là hiện nay cái điểm gãy này là điểm gãy nhạy cảm đề kháng. Thế nhưng mà cái phần nếu mà giá trị mix cũng tương tự beta lactam, nếu mix từ 4-1 đến 8, thông thường nếu cơ chế mà mix từ 1 đến 8 thì cơ chế kháng macrolide chủ yếu theo cơ chế bơm đẩy, và nếu theo cơ chế bơm đẩy mà chúng ta dùng đủ liều thì mà với cái nồng độ cao như thế thì vẫn có thể có thành công được về mặt lâm sàng.
Tuy nhiên nếu mà mic mà cao hơn, lúc này em lại mặc dù cỡ mẫu của thầy Hồng Vân là tương đối nhỏ, có 60 mấy chủng đấy, thì nếu mà mic mà nó lại kháng mắc colit, Việt Nam của chúng ta lại kháng phế cầu, kháng theo kiểu là đột biến ribosome để kháng sinh chúng ta không gắn vào được, thì mic tương đối cao thì lúc đấy chúng ta không còn thành công được về mặt lâm sàng nữa. Như vậy có lẽ câu trả lời là ta là có dùng mắc colit hay không dùng mắc colit đối với phế cầu thì có lẽ là cái cơ chế đề kháng đấy, nếu thầy Hồng Vân có điều kiện mà thúc đẩy hơn, đẩy xa hơn cái nghiên cứu của các thầy trên các trường phân lập ở Việt Nam thì chúng em nghĩ có rất có giá trị. Sau đó thì đó, thầy Ngọc cũng đã nói đến vai trò của những cái mà của mắc colit ở trong cái điều không điển hình, và cái việc bổ sung mắc colit thì chúng em nghĩ đặc biệt, ví dụ đặc biệt trong viêm phổi nặng nhỉ, sẽ có ý nghĩa, một cái ý nghĩa mức độ nhất định, mức độ nhất định, vì người ta cứ tổng kết lại nếu mà mắc colit mà kết hợp với cả so với cả beta lactam đơn độc đấy, thì nó giảm được khoảng 18% nguy cơ tử vong đấy ở những bệnh nhân viêm phổi nặng, và như vậy thì có thể nó sẽ đem lại lợi ích về mặt lâm sàng. Như vậy vấn đề thứ hai chúng em đã nói về vấn đề, chúng em xin góp ý cái ý kiến của mình về vấn đề chọn. Và vấn đề thứ ba chúng em nói về vấn đề liều. Vấn đề liều thì tuyệt đối, tức là trong nhiễm trùng nói chung và trong viêm phổi cộng đồng nói riêng, thì chúng em nghĩ là liều là quan trọng và tuyệt đối là không được thiếu liều. Bởi thiếu liều thì thứ nhất là không đảm bảo hiệu quả, và thứ hai đấy chính là nguyên nhân để mồi cho vi khuẩn kháng thuốc sau đó. Thế thì nguyên tắc của chúng ta là nguyên tắc dược động và dược lực. Thì em sẽ không trình bày phần này nữa, bởi vì các thầy cũng đã có nhiều diễn đàn để chúng ta cũng đã trao đổi vấn đề này rồi. Thì chúng em chỉ phải suy nghĩ như này, tức là có lẽ là đối với dùng aminosid, nếu chúng ta còn dùng nó, thì ra vai trò aminosid bây giờ trong điều trị viêm phổi rất hạn chế, bởi vì khả năng thấm của nó vào mô phổi là kém, và thứ hai nữa là nó bị bất hoạt trong cái môi trường mà ở phổi, đặc biệt khi có phản ứng viêm. Nó có thể có vai trò nếu mà viêm phổi có vãng khuẩn huyết, thì vai trò của nó lại quan trọng. Vì vậy nếu mà dùng aminosid thì đặc biệt chế độ liều cao, ví dụ răng ta, trẻ con thì đúng liều, nhưng em thấy người lớn thì nếu dùng là hay sai liều. Trẻ con các thầy chỗ thầy Dũng ví dụ là 5-7mg trên mg trên kg cân nặng, đối với răng ta là liều đấy là ok rồi, nhưng mà đối với người lớn thì chúng ta lại thường dè dặt với cả cái mức liều cao của aminosid. Đối với cả thứ hai là đối với beta lactam thì cái số liều cao 1 gram, thậm chí chúng ta nâng lên 2 gram và tăng số lần dùng thuốc là đóng vai trò rất quan trọng. Và đối với các kháng sinh khác thì tổng liều kháng sinh trong ngày, ví dụ quinolone, tổng liều kháng sinh trong ngày đóng vai trò rất quan trọng. Thì chúng em nghĩ là đặc biệt cái nguyên tắc mà em vừa nói đấy, thì nó đặc biệt quan trọng vì bệnh nhân nặng của chúng ta thì nó có nhiều yếu tố thay đổi làm dược động học, cũng như là thay đổi và đặc biệt giá trị. Nếu mà còn mic của vi khuẩn mà lại tăng lên nữa, tức là mẫu số tăng lên nữa, thì bắt buộc chế độ liều của chúng ta sẽ phải nói chung là đi về cái hướng mạnh tay hơn để chúng ta đảm bảo hiệu quả điều trị. Hơn nữa, có cái hình cuối cùng của thầy Ngọc cũng đã nói đấy, tức là chúng ta tiêm kháng sinh, hoặc uống kháng sinh thì kháng sinh vào máu, nhưng mà kháng sinh của chúng ta phải thấm vào mô phổi vì đấy là vị trí nhiễm trùng. Thì như vậy cái chiến lược của người ta trong điều trị viêm phổi thì như vậy là làm sao để cho kháng sinh thấm được vào dịch lót bởi mô phế nang và thậm chí vào được đại được bào phế nang, đấy là mục đích cuối cùng của mình. Vì thế thì các kháng sinh có lẽ nếu trong trường hợp nhiễm khuẩn nặng thì chiến lược điều trị như em vừa nói đó là tăng số lần dùng thuốc, tăng liều, thậm chí truyền dài với beta lactam, tăng liều đối với aminoglycosid, có thể tăng liều tổng liều trong ngày mà không thay đổi số lần dùng thuốc với quinolone. Đấy là những cái chiến lược mà đã được đề cập với kháng sinh trong điều trị viêm phổi. Và chúng em cũng nghĩ thế này, cái liều quan trọng nhất là những ngày đầu tiên, những giờ đầu tiên. Có lẽ là nếu chúng ta dè dặt trong những ngày đầu tiên, những giờ đầu tiên thì không sử dụng chế độ liều cao nếu nhiễm khuẩn, nếu là viêm phổi nặng thì sau đó tiên lượng bệnh nhân sẽ xấu. Chính vì thế thì có lẽ là cái phần liều thì em xin phép là đấy, xin chốt lại những cái điểm quan trọng đấy. Thì cũng mong các thầy là trong phần hướng dẫn của các thầy thì thường hay đề chọn kháng sinh gì, nhưng các thầy không để liều đi kèm theo. Liều đóng vai trò rất quan trọng. Cái phần cuối cùng em muốn trao đổi ở đây đó là chuyển đường tiêm sang đường uống. Tại sao em để ý cái phần này? Bởi vì là thực ra cái này rất được khuyến khích ở trên thế giới, nhưng mà ở Việt Nam của chúng ta thì thực hành lâm sàng tương đối dè dặt với cả việc chuyển đường tiêm sang đường uống vì nhiều lý do khác nhau. Người ta thì hiện nay người ta tiếp cận này, ban đầu nếu mà nhiễm khuẩn nặng chúng ta tiêm tĩnh mạch, sau đó thì chúng ta hy vọng là chúng ta dùng kháng sinh đúng thì sau khoảng 3 ngày 5 ngày gì đấy diễn biến lâm sàng tốt, và như vậy trong đấy là thời điểm phù hợp để các thầy cân nhắc có thể đổi sang đường uống, và chúng ta thậm chí có thể cho bệnh nhân xuất viện sớm với cả một phát đường uống. Ở lâm sàng của chúng ta dè dặt, đây là cái kết quả mà khảo sát các bác sĩ nhi trong điều trị viêm phổi đấy. Thông thường cả viêm phổi nhẹ, viêm phổi nặng, viêm phổi trung bình thì các bác đều cho kháng sinh tĩnh mạch và thời gian thông thường là cho đến hết thời đợt điều trị. Nó cũng không phụ thuộc vào mức độ nặng nhẹ của nhiễm trùng. Thì em chỉ xin nhấn mạnh lại, tức là trong hướng dẫn của Hội Lồng ngực Hoa Kỳ năm 2007 thì có nhấn mạnh rất rõ, có một cái bảng về tiêu chuẩn chuyển từ đường tiêm sang đường uống. Tiêu chuẩn đầu tiên trong viêm phổi đó là tiêu chuẩn về mặt lâm sàng. Nếu lâm sàng thỏa mãn được các cái tiêu chuẩn này
thì đó là điều kiện thích hợp. Thứ hai, đó là chúng ta chọn kháng sinh gì để đổi từ đường tiêm sang đường uống, thì sinh khả dụng đường uống lại đóng vai trò rất quan trọng. Tức là chúng ta phải chọn, ưu tiên lựa chọn các kháng sinh mà có hấp thu đường uống, chúng em nghĩ phải trên 80% trở lên, thì lúc đấy nó mới có giá trị. Vì vậy thì kháng sinh hiện nay người ta sẽ chia thành mấy nhóm theo cái kiểu sinh khả dụng như này. Nhóm thứ nhất là kháng sinh mà nhóm 1, tức là kháng sinh có sinh khả dụng đường uống cao trên 90%, thì nhóm này các thầy có chuyển đổi ngay từ tiêm sang uống với giữ nguyên liều. Giữ nguyên liều đó là nhóm kháng sinh quinolone hô hấp. Nhóm 2 là những cái nhóm mà ví dụ như là sinh khả dụng đường uống nó khoảng 80%, 70-80%, thì trong trường hợp này các thầy khi chuyển sang đường uống thì các thầy phải nhân một cái hệ số lên, ví dụ như CIPRO là 400 truyền tĩnh mạch thì phải bằng 500 đường uống, để từ đó chúng ta chuyển từ đường tiêm sang uống cho nó phù hợp. Và nhóm thứ ba thì sinh khả dụng đường uống thấp, nhưng mà và liều đường uống thấp hơn đường tĩnh mạch, ví dụ cefuroxim chẳng hạn, thì các thầy có thể chuyển bằng cách là nếu ban đầu chúng ta dùng đường tĩnh mạch, sau đó chúng ta dùng liều khi diễn biến lâm sàng bệnh nhân ổn rồi thì chúng ta chuyển sang liều tối đa đường uống là 500, ví dụ người lớn là 500mg 2 lần một ngày, thì đấy là cái phác đồ có thể chấp nhận được. Đây là cái cách mà người ta chuyển đổi từ đường tiêm sang đường uống của ba nhóm mà chúng em vừa trao đổi. Về lâm sàng thì thực tế đường tiêm sang đường uống cũng đã kiểm chứng được bằng một nghiên cứu mà khá nổi tiếng trên BMJ năm 2006, thì người ta thấy cái nhóm được chuyển sớm từ đường tiêm sang đường uống với cái nhóm mà giữ nguyên đường tĩnh mạch thì chúng em thấy là người ta thấy hiệu quả, tất cả các hiệu quả lâm sàng và tiên lượng tử vong là như nhau. Và từ cái nghiên cứu này thì người ta đã có một cái phác đồ, tức là người ta nói là mấy ngày đầu các thầy đã ưu tiên tĩnh mạch, sau đó tùy vào đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân và tùy thuộc bệnh nhân ăn uống hấp thu được và kháng sinh của chúng ta tin tưởng được thì chúng ta sẽ lựa chọn chuyển sang đường uống. Chuyển sang đường uống thì chắc chắn là lợi ích sẽ lớn hơn rất nhiều, lợi ích cả kinh tế, lợi ích cả bệnh nhân và lợi ích cả cho bệnh viện nữa. Và phần cuối cùng thì chúng em nghĩ là chuyển sang đường uống thì phải chú ý cái tương tác thuốc. Đấy, thì chúng em cũng rất mong muốn là trong các cái phần hướng dẫn của các thầy thì thực ra cái đường uống, cái tương tác thuốc nó quan trọng lắm. Bởi vì nếu chúng ta chuyển sang đường uống hoặc dùng kháng sinh uống mà không chú ý đến những cái tương tác thuốc này thì nhiều khi cái phác đồ của chúng ta nhiều khi đang ổn thì nó lại trở nên lại thất bại. Em lấy ví dụ đã uống Azi hoặc Cefa thế hệ 3 hoặc Quinolone thì tuyệt đối những cái gì có kim loại, sắt rồi nhôm rồi magie rồi canxi, tất cả hoặc là sữa, đơn giản là sữa, chúng ta phải tránh. Bởi vì nếu chúng ta uống cùng kháng sinh với cả những cái loại đấy thì coi như nồng độ kháng sinh trong máu nó chỉ còn độ khoảng 1/4 thôi, hoặc là thậm chí không có kháng sinh vào máu. Và đối với cả chuyển sang kháng sinh đường uống thì đặc biệt kháng sinh mắc colit thì các thầy để ý cả những cái tương tác thuốc mà thậm chí là chống chỉ định, bởi vì nó ức chế cái men chuyển hóa thuốc ở gan. Có lẽ thì những phần vừa rồi thì chúng em xin trao đổi với các thầy cái góc nhìn của chúng em là dược sĩ để đứng trước một cái hướng dẫn mà chúng em nghĩ là rất cần thiết, những cái đồng thuận rất là cần thiết từ phía lâm sàng về cho những khuẩn hô hấp ở cộng đồng và đặc biệt là viêm phổi. Thì chúng em xin thay cái lời của ban và cộng sự năm 2006 thì cái nguyên tắc tối ưu việc lựa sự để kết luận cho cái phần trình bày của mình thì cái nguyên tắc để tối ưu việc sử dụng kháng sinh thì có lẽ nó dựa trên nhiều yếu tố. Thứ nhất là phải dựa rất nhiều vào lâm sàng, chẩn đoán đúng. Thứ hai là đánh giá mức độ nặng. Thứ ba là dữ liệu vi sinh đóng vai trò rất quan trọng. Thứ tư là luôn luôn đối với kháng sinh là hướng tới sạch khuẩn. Thứ năm là hướng tới sạch khuẩn thì lựa chọn, phối hợp và chế độ liều đặc biệt quan trọng. Và thứ sáu là cuối cùng luôn đánh giá thành công và thất bại để chúng ta điều chỉnh phác đồ cho phù hợp. Thì chúng em nghĩ là cái thông điệp của ban và các cộng sự ở Anh thì cũng chính là cái thông điệp mà tất cả mọi người đều mong muốn tới. Và cái chương trình quản lý kháng sinh ở trong viêm phổi cộng đồng thì họ cũng hướng tới tất cả những cái vấn đề mà chúng ta vừa trao đổi. Để em xin cảm ơn các thầy.